làm hoa lá xôn xao nở như đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo trắng giá mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài lâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con. Muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang em thế nào. Anh ta khoảng chừng 20 mấy, quên lắm nhìn giờ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu tiền lấy cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo trắng giá mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài lâu. 12 con giáp em thưa đại diện họ nhà gái hôm nay họ nhà trai đến xin trình cái lễ mặt cha. Thì họ nhà gái chấp thuận xin trân trọng kính mời họ nhà trai gặp nhau. Ngày tháng mãi trôi theo hình dung kia, nụ cười xinh bờ môi không dáng em yêu kiều. Trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng. Liệu rằng anh biết tình tình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hỏi ông dẫu bao lâu cũng không sao. Lấy anh ơi xin nghe tuyệt vời, muốn theo em đi để đâu cũng được anh, để đâu cũng được anh. Rồi con quay mặt vô bàn thờ của Quyền, con quay mặt vô bàn thờ của Quyền, con xá bốn xá ra mắt của Quyền. Rồi con xá bốn xá, con gật đầu bốn xá, rồi con gật đầu bốn xá. Ra mắt cô Quyền. Rồi con quay ra ngoài, quay ra ngoài con xá ra sát ra mặt ra mắt chính quyền địa phương cũng như ông bà hiện tiền. Rồi con xá ra sát. Rồi con để cái thầy xong. Kính thưa đại diện họ nhà trai, kính thưa đại diện thân tộc, cô nội cũng như bên ngoại của cháu Thị Linh cũng như quý quan khách gần xa, bà con xuống điện lên cầm có mặt hôm nay. Hôm nay là vui quy cho cháu Thị Linh, đó là cái lý do của buổi lễ hôm nay. Về dựng buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu. Đó là cái thành phần tham dự của buổi lễ hôm nay. Vậy cái trước khi đến cái buổi lễ hôm nay, lắng nghe tim bồi hồi ngày đêm nhớ thương em đến nơi nào anh sẽ gặp nàng. Quê hương ơi xin em tuyệt vời, trái tim anh muốn nói bao lời. Thank you.
thay mặt, tức là xin ý kiến của đại diện tam tộc bên nội của cháu Thị Linh, thì trong cái quá trình làm lễ đăng bà quá cố thì cho chú rể được phép xá, thì con quay vô trong con xá. Rồi, con quay ra ngoài, con xá hai xá, một là ra mắt chính quyền địa phương sở tại, hai là ra mắt ông đại thì đi theo tình tắc. Tắc thứ nhất là tắc nội ngoại, trong đó có anh chị của nội ngoại. Tắc thứ hai là em của nội ngoại. Tắc thứ ba là anh chị của cha mẹ. Tắc thứ tư là cha mẹ. Trong đó gồm có chu gia miếng án của cha mẹ. Tắc thì hiểu lòng bước vào bên trong, dùng một ly rượu để cho cháu kính lễ. Xin chân trọng kính mời. Nếu cái tắc nội ngoại không còn thì xin tham qua đến cái tắc tức là em của nội ngoại. Chấm phóng sợ đấy, em chấm phóng sợ đi. Chấm phóng sợ đi, chấm phóng sợ đi. Chấm phóng sợ đi. Nếu cái tắc này cũng lớn tuổi thì nói chung cũng già yếu thì tôi xin tham qua. Đến cái tắc xin trân trọng cái mời tắc anh chị của anh Tiểu Tấn á. Nếu có đây thì xin vui lòng bước vào bên trong dùng ly rượu để cho cháu dân rượu kính lễ. Cũng xin thông báo cháu là thì lên với con trang điểm xong em đứng xin ở đây tí xíu này như vậy. Rồi, cô nhìn nhà máy con luôn nè cô. Rồi. Trong cái phần cháu chú rể tức là dân ngụ tới nếu cái phần em của anh chị Út Tránh xong thì xin tham qua. Đến cái phần đến cái tắc anh chị của cháu Thị Linh, nếu còn bên bài xin vui làm bước vào bên trong dùng liên ngụ để cho em lên kính lễ. Xin trân trọng với mời. Một lần nữa thì xin trân trọng kính mời cái tắc anh chị của cháu Thị Linh á. Nếu có dự cái buổi lễ hôm nay xin vui lòng bước vào ba bạn bè của cháu Thị Linh. Có dự cái buổi lễ hôm nay thì cũng vui lòng bước vào bên trong chúc mừng bạn bè mình hôm nay là ngày vui vui sức giá về nhà chồng. Thì cũng đến ngày vui để dùng ly rượu để chúc cho bạn mình trăm năm hạnh phúc, cũng như là dùng một ly rượu để cho cái ngày vui của bạn bè thì ngày mai tức là chuẩn bị cho chồng. Xin trân trọng kính mời. Một lần nữa đến cái tắc anh chị của cháu Thị Linh á. Lỡ yêu em từ bao lâu, người con gái dịu dàng như những cánh hoa. Liệu rằng anh biết tình tình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hồi âm dẫu bao lâu cũng không sao. Theo cái yêu cầu của gia đình thì
Nếu có quà tặng gì cho cô dâu chú rể trong cái ngày hôm nay thì xin cái cần tôi mời. Quà tặng cho cô dâu cũng như về cái tiết là tài thì cho cái bàn là tài là tiếp tức tiếp bên gái phụ nước con bàn đó là bằng 60 triệu. Về cái tiết trang sức thì kim cương là trị giá là 300 triệu. Về tiết gia đình tức là cha mẹ chồng cũng như cha mẹ chồng tức là cho cô dâu để chú rể bằng 300 triệu tiền mặt. Về cái trong này thì có cái dự của anh chị chồng thì theo cái yêu cầu của gia đình. Về cái bên chú rể thì xin cái cần cưới mời anh chị chồng thì trong cái ngày cưới hôm nay tức là có cái dòng họ thân tộc nội ngoại cũng như cha mẹ nuôi dưỡng này đó. Hôm nay là cái ngày vinh quang, cái ngày mình đã lớp được thừa nhận cũng như là thân tộc nội ngoại hai bên thừa nhận đây là những cái quý. Mình cưới nhau đi, thanh xuân kia đi qua vội lắm mai ơi, cho anh say tình nồng tròn tiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi, hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay là mình cưới nhau đi, thế nào em tính đi, hay là lên phường ta đăng ký kết hôn liền, ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chờ thêm nữa đâu. Yêu nhau tới tầm này anh chẳng cảm thấy lắng lo, lỡ mày một em trắng từ những cái mắm chay, chắc lúc đó anh chết làng xóm mới sống được. Thế nên cứ phải cười cười sớm em ơi, không thể để lâu lỡ mai nó dính bầu. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi, thanh xuân kia đi qua vội lắm mai ơi, cho anh say tình nồng tròn tiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi, em nói rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay là mình cưới nhau đi. Ngày tình đám cưới anh sẽ như một hoàng tử, em là bạch tuyết xinh đẹp và dịu dàng. Hoa cỏ ngày cưới sẽ không bao giờ phai tàn, lấy anh đi em mình cưới nhau nha em. Anh là chờ ngày nay cùng lâu, mong chờ em mỗi ông một câu, chỉ mong chờ một ngày nào đó ta sẽ sống chung một nhà, và cuộc đời mình sống trong ngày đêm, và giờ mình chẳng cần gì thêm. Anh sẽ luôn là một bờ vai chờ che cho em đến suốt cuộc đời. Bông hoa hồng trên tay của em, đưa bàn tay anh trao chiếc nhẫn này. Em yêu à, ta là của nhau, rêu rao môi tóc sống thật rồi mà. Ai ai mình cưới nhau đi, ai ai mình cưới nhau đi, thanh xuân kia đi qua vội lắm mai ơi, cho anh sẽ tình nồng tròn tiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi, hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay là mình cưới nhau đi, thế nào em tính đi, hay là lên phường ta đăng ký kết hôn liền, ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chờ thêm nữa đâu. Yêu nhau tới tầm này anh chỉ cảm thấy lắng lo, lỡ mày một em trắng từ những cái mắm chay, chắc lúc đó anh chết làm sao mà sống được. Rồi hai con đi ngoài xã hai xã. Kính thưa đại diện ông họ nhà trai, kính thưa đại diện thân tộc ông nội cũng như ông ngoại của cháu Thị Linh, quý quan khách tình đại diện họ nhà trai dùng một buổi cơm thay mặt đối gia đình anh Diễm Khánh. Trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, xin thay mặt gia đình năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến, cũng xin chuyển lời đến quý gia đình, quý quan khách có mặt hôm nay
lời chào thân thương cũng như chúc sức khỏe nồng hậu làm ăn phát tài. Xin chân thành cảm ơn. Rồi hai con vào trong để chuẩn bị thay thuộc ra tiếp đại với bà con. Nắm tay, đừng có đi riêng, nắm tay vô luôn. Đẹp làm sao gió xuân mơn man cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về ngoài nhà, xuân lứa đôi ta thật đậm đà. Bướm bôn ba gửi lòng lưu cách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nô vang dần đi đúng, mình mừng xuân mừng dưa mai vàng bánh trưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hơn. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ tình quân đến sao em thẹn thùng. Từng nụ cười ngày thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới sao. Xuân vui, xuân vui, xuân vui, xuân vui, vui vui xuân vui, xuân vui vui xuân cùng nhau vui xuân. Mà xem trên đường làng đang rước dâu, hai cọng rồng theo che dù hồng xinh quá xinh. Đông đưa tay gió ru hoa cầu với trầu ngẩn ngơ, vô cùng chú rể đi đầu, cả thôn đều ngợi khen. Ô trông dường như mắt cô dâu lệ rưng, chẳng quá vui khi đặt chân vô nhà đàn trai. Nhiều cô gái thầm ước mơ như được nàng dâu. Cây đa một bài sơn ca díu dón chào ngày vui. Kìa sân nhà trai đang nổ dọn giấy pháo treo, mừng xuân hợp hôn ban nụ tình cho lứa đôi. Kéo sân tha thiết câu trăm năm ấn tình dài lâu, vô cùng chú rể ra quỳ kính hai họ mẹ cha. Chúc mừng sẽ không bao giờ nhạt phai. Ô kìa cây mai bên đào rung rinh, nở hoa mừng tình ai. Kìa ra mà xem bên nhà người đông quá đông, ngày vui trầu cau ly rượu mừng đôi gái trai. Xôn xao đôi đứa cá sang hai heo gà đầy mâm, câu mời đại tiên linh đình chúng dâu rể tròn duyên. Suy không thể không buồn, nhưng chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mất em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mới say nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ cần một cái gật đầu từ cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đang xe có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sáng sau nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. We'll be right back.
anh đã yêu em nhiều như thế. Muốn kể bên em tôi mỗi giây lại ngài cho em. Là con gái cứ phải bằng lòng đắn đo khi hẹn hò, làm cách nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu từ cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe. Có bàn tay chở che em này, cái gật đầu dù chẳng sát sao nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Có lẽ cần một cái gật đầu từ cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe. Có bàn tay chở che cái gật đầu dù chẳng sát sao nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Người yêu ơi, anh vẫn thầm mơ một ngày mai, tay nắm tay bước trên con đường dài.
sẽ mãi yêu nhau hoài và suốt kiếp sẽ mãi chẳng rời xa. Ngày hôm qua khoảng cách chúng ta vẫn còn xa, anh với em như kẻ xa lạ, rồi một giấc mơ nhầm mong mang em đến bên đời anh. Hãy để cho anh được yêu em, yêu em mãi thôi. Hãy để cho anh được hôn lên bờ môi của em, ước muốn bên nhau chẳng xa rời, với trái tim anh nguyện muôn đời. Nguyện thề yêu em yêu mãi thôi. Có tố phong mặt cùng nhau vượt qua nhé em, dẫu có trong đời thì ta sẽ mãi chẳng xa rời. Hãy những ngày sao tận chân trời với những yêu thương dành cho người, gửi ngàn lời yêu đến em, hai ta sẽ một nhà. Chúng ta yêu nhau bên nhau thương nhau được bấy lâu rồi,